quý vị, đúng vào lúc 9 giờ sáng nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 15 đã khai mạc trọng thể tại nhà Quốc hội và trực tuyến đến 63 tỉnh thành trên cả nước. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Nguyễn Văn Quảng chủ trì tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá tình hình cả nước năm 2021 cơ bản ổn định, đạt được một số kết quả tích cực trong tăng trưởng trước những tác động của đại dịch COVID-19, đồng thời đề nghị các vị đại biểu Quốc hội xuất phát từ lợi ích cao nhất của đất nước, quốc gia và dân tộc, nghiên cứu kỹ, phản ánh khách quan, thảo luận sôi nổi, đúng và trúng các vấn đề trọng tâm, thời sự mà cử tri cả nước quan tâm và biểu quyết, quyết định các vấn đề rất quan trọng, thuộc nội dung của chương trình kỳ họp đã được Quốc hội thông qua, góp phần làm nên thành công của kỳ họp, đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân và cử tri cả nước. Trong phiên sáng nay, Quốc hội đã nghe các tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự thảo nghị quyết và chính sách tài khóa tiền tệ để hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đầu tư, luật đấu thầu, luật điện lực, luật doanh nghiệp, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự, dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ.